Good morning, xin chào các em học sinh khối 7, thầy là Huỳnh Lê Nguyên Khôi, giáo viên tiếng Anh thuộc hệ thống trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Hà. Good morning, grade 7, my name is Khôi, English teacher from Hồng Hà Education System. Nào, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học online của mình với bài học Unit 10, Unit 10 ở trong sách giáo khoa với tiêu đề là Health and Hygiene. Nào, trước khi chúng ta bắt đầu bài học thì thầy có 3 cái thầy nhắc các em như sau. Thứ nhất đó là gì? Các em nào có sách giáo khoa thì các em nên mở sách giáo khoa ra trong đúng ngay Unit 10 để chúng ta có thể cùng nhau theo dõi bài học của mình. Thì các em nhìn ở dưới màn hình dưới đây, đây là con chuột của thầy nè. Hôm nay mình sẽ đi vào phần A trong Unit 10, đó là Personal Hygiene, ha, A1 và A4. Cái thứ hai, cái điều nhắc thứ hai thầy nhắc các em đó là gì? Mỗi bạn chuẩn bị cho thầy một cuốn tập học tiếng Anh mà hồi trước giờ mà các em đã học trong lớp đó, với lại một cái bút. Để mà chúng ta có thể ghi chú lại được những từ vựng hoặc là những cái ý quan trọng, những cái cấu trúc câu mà lát nữa thầy sẽ giảng bài cho các bạn. Thì bạn nào mà chưa có cái cuốn tập với cây bút thì các em có thể ngưng video lại tạm thời tại đây, rồi chạy đi lấy cuốn tập với cây bút về, rồi chúng ta play tiếp, chúng ta bắt đầu học bài học cùng nhau. Và cái thứ ba là gì nào, các em nhìn lên đây, nhìn lên màn hình đây, đây là chữ hygiene. Hôm nay cái tiêu đề bài học của mình là gì? Health and hygiene, tức là sức khỏe và vệ sinh. Thì cái chữ hygiene này chúng ta đọc là hygiene. Cái âm này là âm in, là hygiene. Thầy thấy một số bạn đọc là hygiene là sai rồi, không có đúng nha. Mình phát âm chính xác hygiene. Và cái phần A của mình ở đây là gì? Nhìn chuột của thầy nha. Personal hygiene, tức là vệ sinh cá nhân. Được chưa nào? Rồi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Các em đã có đủ tập với lại bút sẵn sàng rồi ha. Are you ready? Let's begin. Chúng ta bắt đầu nha. Trước khi vào bài học thì thầy sẽ trang bị cho các em một số những cái từ vựng quan trọng để chúng ta nghe cái bài listening và đọc cái bài reading sao cho nó trơn tru và nó tốt nhất. Thì ở đây chúng ta có chữ hygiene. Các bạn nhìn lên màn hình cho thầy. Đây, đầu tiên chữ hygiene. Hồi nãy thầy có hướng dẫn cho các bạn rồi đúng không? Cái chữ hygiene nó là gì? Là vệ sinh. Thì ở đây chúng ta nhìn cái hình nè, chúng ta thấy là bốn cái bạn này nó đang làm vệ sinh cá nhân đó. Tức là bạn này thì đang rửa tay nè, bạn đầu tiên đang rửa tay, nhìn chuột của thầy đó. Bạn thứ hai thì đang làm gì? Đánh răng. Bạn thứ ba thì rửa mặt. Bạn thứ tư thì chải tóc. Những cái này là những cái thao tác vệ sinh mà các em phải làm mỗi ngày để giữ cho cơ thể chúng ta được sạch sẽ, đúng không nào? Như vậy hygiene chúng ta ghi vô tập là gì? Vệ sinh. Thì bạn nào mà đang có tập có bút thì các bạn có thể có hai cách như vậy nè. Một là các bạn ghi nhanh thì các em sẽ vừa ghi và vừa nghe thầy giảng trên màn hình. Còn em nào mà ghi không có nhanh được thì mỗi chữ như vậy thầy đọc xong các em bấm màn hình nó ngưng lại một chút, đúng không nào? Bấm video ngưng lại chút, chúng ta ghi xong rồi chúng ta lại tiếp tục học cùng nhau. Chúng ta tiếp tục play cái video để chúng ta học cùng nhau. Được chưa? Chữ thứ hai, các em nhìn lên màn hình cho thầy. Đây, mình sẽ nhìn hình mình đoán chữ nha. Đây là một cánh đồng và đây là một bác nông dân đang thu hoạch lúa, được không nào? Như vậy, cái chữ tiếp theo mình học ở đây là gì? A harvest, danh từ, và nghĩa của nó là vụ mùa. Tức là gì? Tới cái mùa mà người ta thu hoạch những cái cây trồng hoặc là những cái lúa mà người ta đã trồng từ hồi trước đó, khi mà nó chín rồi người ta sẽ thu hoạch nó về. Thì cái khoảng thời gian này trong năm người ta gọi là vụ mùa. Và cái chữ của mình là chữ harvest. Harvest, được chưa? Bạn nào khá thì các bạn có thể biết được hoặc là các bạn ghi chú thêm cho thầy luôn, đó là gì? Chữ harvest này nè, mình học ở trong đây là danh từ và nó có nghĩa là vụ mùa. Các bạn có thể ghi thêm cho thầy cái chữ harvest xuống dòng, ghi thêm nữa harvest động từ có nghĩa là thu hoạch. Đó, được chưa nào? Rất tốt nha. Rồi chúng ta đi tiếp. Cái từ số 3. Đây, từ số 3 là to wash. Cái từ này khá dễ phải không? Thầy đố các bạn nhớ lại coi cái chữ wash này theo như các bạn nhớ được trong đầu nó là nghĩa là gì. Nhìn cái hình coi nào. Đây là cái cô gái này đang làm gì đây? Đang giặt đồ đó ha. Thì như vậy to wash ở chỗ của chúng ta nó có nghĩa là giặt hoặc là rửa. Thì chỗ này phải lưu ý, chữ giặt á, là giặt đồ, giặt đồ. Còn chữ rửa thì nó có thể là rửa tay nè, rửa chén, rửa tay hoặc là rửa chén. Thì nếu như mà rửa tay thì chúng ta có cụm từ gì? Wash your hands, phải không nào? Còn nếu mà rửa chén thì chúng ta có cụm từ wash the dishes, đúng không nào? Wash the dishes. Rồi, chính xác, tiếp tục. Thế thì từ số 3, từ số 4, các em nhìn đây cho thầy. To iron, lại là một động từ nữa. Ủa, cái chữ iron này các bạn nam hoặc là các bạn nữ hay coi phim các bạn có thấy quen quen không? Cái nhân vật mà Iron Man á, hồi xưa chúng ta biết thì đó là gì? Người sắt, đúng không nào? Như vậy chữ iron này thì một số bạn hiểu nó có nghĩa là sắt, sắt thép, sắt kim loại đó ha.
Nhưng mà trong bài này thì nó lại có nghĩa như vậy. Cái bạn này đang làm gì đây? Đang ủi đồ. Như vậy chúng ta hiểu cái chữ iron trong bài này của mình là ủi quần áo. Wash tức là giặt đồ, còn iron ủi quần áo, được chưa nào? Tiếp tục. Từ số 5. À, bạn này đang học bài. Và bây giờ các bạn nhìn cái đồng hồ đây cho thầy nha. Giờ thầy, nếu thầy giả sử là cái đồng hồ này nó đang chỉ 12 giờ khuya. 12 giờ khuya thì theo các em, bạn này học bài cho tới 12 giờ khuya, lúc đó thì có còn sớm nữa không? Lớp 7 chúng ta mà tới 12 giờ khuya là không có còn sớm nữa đâu nha. Chúng ta sẽ coi cái chữ số 5 này trên đây. To stay up late, tức là thức khuya. Thầy khuyên các bạn nè, ở lớp 7 đó là gì? Mình học á, tới khoảng chừng 10 giờ hoặc 10 giờ 30 là các bạn phải đi ngủ rồi. Tại vì nếu như các bạn không có ngủ sớm, ha, ngủ trễ hơn 11 giờ, 10 giờ 30 là các bạn không có cao lên được. Các bạn không có cao lên mà không có khỏe được đâu. Và ngày mai vô trong trường học bài là các bạn sẽ lại không có tập trung được, buồn ngủ lắm. Cho nên là chúng ta đừng có stay up late nha. Cái chữ này nó xuất hiện trong cái bài đọc của mình, nhưng mà các bạn đừng có bắt chước, đừng có stay up late, được chưa nào? Từ số 6, đây, từ này từ mới. Đây là chữ probably. Nó là trạng từ, nó có nghĩa là có lẽ hoặc là có thể. Cái này các bạn ghi chú cho thầy và chúng ta cố gắng chúng ta cùng nhau học thuộc lòng. Không có cái hình minh họa tại vì cái này nó là trạng từ rồi. Rồi, và từ số 7 này có vẻ khá dễ đối với các em rồi. Kẹo, candy, kẹo, phải không nào? Và chúng ta đi tiếp luôn, từ số 7 thì đi nhanh thôi. Từ số 8, rồi giờ cái động từ này quen quen không? Nhìn coi, đây là chuột của thầy nè. Forget, đúng chưa nào? Như vậy bạn nào biết rồi đâu, nói cho thầy nghe xem nó có nghĩa gì. Forget là quên đi. Rồi, chính xác. Cái điều mình cần lưu ý ở chỗ này thì thầy nghĩ bạn nào cũng nhớ cái chỗ này rồi, nhưng mà sai là sai chỗ đọc đó nha. Ví dụ như các bạn phải đọc là forget chứ không phải là forget. Forget chúng ta lên giọng ở cái âm 2 nè. Forget, được chưa nào? Bây giờ đây là 8 từ vựng mới của chúng ta. À, còn một từ nữa. Các em nhìn vô đây comment hình cho thầy coi, gia đình này họ đang làm gì đây? Có phải là họ đang ngồi nghỉ đọc sách không? Không, họ đang đứng dậy và họ đang tập thể dục, đúng không nào? Chúng ta có cụm từ này, nhìn xuống đây nha. Take a morning exercise có nghĩa là tập thể dục buổi sáng. Take a morning exercise. Rồi, nếu các bạn đang ghi thì từ từ thầy nhắc tí xíu nè. Cái chỗ này, động từ take nè, các bạn có thể bổ sung cho thầy là ngoài cái chữ take này ra, người ta có thể dùng chữ do, D-O, D và O, D-O đó nha. Do a morning exercise, take a morning exercise hoặc là do a morning exercise đều có nghĩa là tập thể dục buổi sáng. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đã xong được 9 từ vựng mới của ngày hôm nay. Thứ nhất, thầy nhắc lại một lần nữa, bạn nào ghi chưa kịp á thì ngưng màn hình lại một chút, ngưng video lại một chút, ghi cho xong, được không nào? Bạn nào ghi xong rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau tập đọc với thầy một lần. Thầy đọc trước, các em đọc lại nha. Đầu tiên, số 1, hygiene. Hygiene. Từ số 2, harvest. Harvest. Đúng rồi, từ số 3, wash. À, chỗ này lưu ý nè. Cái chữ wash này nè, cái chữ S với chữ H là âm cuối nè. Chúng ta phải đọc cho chính xác. Wash là sờ nặng. Wash. Các bạn nào đọc là wash, wash, wash là sai nè. Nha, phải đọc đúng là wash. Nha, nghe lại thầy đọc nè, sai nè. Wash, đúng nè. Wash, được chưa nào? Từ số 4, iron. Từ này thì lưu ý cái gì? Thứ nhất, cái chữ R ở đây nó có viết đó, nhưng mà khi mà đọc ra thì chúng ta sẽ, cái âm R này sẽ là nó bị câm đi. Đây là nguyên tắc âm câm ở trong tiếng Anh. Thì khi chúng ta đọc lên, chúng ta không có đọc là iron, iron, mà chúng ta đọc là iron, iron, iron. Ok. Rồi, số 5, stay up late. Stay up late. Số 6, nhấn âm đầu tiên nha. Probably. Đọc lại, probably. Không phải là probably mà là proper. Probably. Đúng rồi. Candy, dễ quá. Candy. Forget. Nhớ thầy nhắc là cái gì? Forget. Lên giọng ở âm get nha. Forget. Rồi. Take a morning exercise. Take a morning exercise. Rồi, rất tốt. Bây giờ chúng ta đi tiếp tới phần tiếp theo. Nhớ là
Trước khi mà qua phần tiếp theo, cả lớp phải đảm bảo cho thầy trong tập của các em đã có được 9 cái từ vựng mới này rồi. Ok, bây giờ mình thử, mình test trí nhớ của mình xem, mình nối lại xem là 9 cái chữ bên đây nó sẽ phù hợp với lại 9 cái nghĩa của cái cột bên tay phải như thế nào nha. Đầu tiên chữ hygiene nối với chữ nào đây? Bùm, hygiene là vệ sinh. Số 2, chữ harvest nối với vụ mùa. Số 3, chữ wash, nhìn nhanh lên các bạn. Thử thách nào, thử thách. Chữ wash sẽ nối với cái gì? Giặt, rửa, đúng nào? Số 4, iron. Tiếp tục thử thách, nhìn đảo mắt nhanh lên nào. Iron nối với cái gì đây? Ủi quần áo, đúng rồi. Tiếp, số 5, stay up late, thức khuya. Số 6, probably. Tiếp tục. Rồi, có lẽ và có thể, đúng rồi. Số 7, candy, kẹo. Rồi, ok. Và số 8 thì sao? Forget, quên. Số 9 chỉ còn có cái cuối thôi. Take a morning exercise. Rồi, chính xác. Bây giờ chúng ta đi tiếp nào. Đây là bài đọc quan trọng của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một lá thư của một người mẹ nè. Các bạn nhìn, các em nhìn đây nha. A letter from mom. Một người mẹ gửi cho một người con. Người con tên là Hoa. Mẹ của Hoa gửi cho Hoa. Được không nào? Thì hồi unit 9 là chúng ta biết rồi. Tức là bạn Hoa đó. Thì bây giờ bạn Hoa đang ở Huế cùng với dì. Còn ba mẹ của Hoa thì... Hoa đang ở Hà Nội cùng với dì của Hoa. Còn ba mẹ của Hoa thì vẫn còn ở Huế. Được không nào? Bây giờ mình sẽ xem cái bức thư này. Để mình xem là mẹ của Hoa viết thư cho Hoa cái gì. Nào, tới chỗ này thầy sẽ có một cái nhiệm vụ cho các bạn như sau. Bạn nào khá rồi, tức là bạn nào học giỏi tiếng Anh rồi đó, thì các bạn giờ thầy sẽ bấm cái đoạn ghi âm này cho cái băng nó đọc lên. Và các bạn sẽ vừa nghe vừa dò theo bài đọc này với thầy. Còn các bạn nào mà tương đối chậm một chút thì các bạn làm gì? Các bạn sẽ tạm ngưng video lại, các bạn đọc một lượt đi. Các bạn đọc hết vở bức thư này để các bạn nắm trước được hết cái từ vựng trong đây đã. Rồi sau đó thì sao? Chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta nghe bài đọc. Được không các bạn? Nha. Nào, các bạn sẽ thấy rằng là thầy đã tô màu xanh những cái chữ, những cái từ vựng mới mà chúng ta mới vừa học hồi nãy cho các bạn, để các bạn, các em có thể theo dõi được kỹ hơn, tốt hơn. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào cái bài nghe nha. Let's go. 10. Health and hygiene. A. Personal hygiene. 1. Read. Then answer the questions. Pages 106, 107. A letter from mom. October 10th. Dear Hua, your dad and I hope you are well. We are both fine. It is nearing harvest time again, and we are working hard on the farm. Your grandfather often works with us. He is very helpful. He talks a lot about you and hopes you are well. I received a letter from your aunt last week. She wrote lots about you. So you are taking morning exercises now, Hua? You never like to get up early in Hue. We are happy to hear you do now. I hope you are taking care of yourself, too. Your aunt is very busy. So remember to do your own washing and ironing. And don't eat too much candy or stay up late. Those things are bad for you. I miss you a lot. Your father and I hope to visit you in Hanoi soon. Probably after the harvest. Don't forget to write one. Love, Mom. Đó. Questions. 10. Rồi, như vậy, chúng ta đã nghe xong cái đoạn mà mẹ của Hoa viết thư cho Hoa. Bây giờ trước khi chúng ta đi tiếp, thầy sẽ đi qua một lượt với các bạn, là thầy sẽ chúng ta cùng nhau dịch một lượt từ đầu tới cuối, để thầy muốn rằng là gì? Tất cả các bạn chúng ta đều hiểu được bài này trước đã, rồi sau đó chúng ta mới làm bài tập phía sau. Được không nào? Này các bạn xem nè. Dear Hoa. Rồi. Trước khi dịch thầy nhắc tới các bạn tí xíu, các em tí xíu là gì? Các em có sách rồi đúng không? Chúng ta mở sách ra, hoặc bạn nào không có sách thì chúng ta thậm chí chúng ta ghi vô tập luôn càng tốt nữa. Thì bạn nào mà dịch tốt rồi, giỏi rồi, các bạn sẽ nghe theo cái phần dịch của thầy, vừa nghe và vừa kiểm tra xem là mình hiểu có đúng hay không. Còn bạn nào mà chưa hiểu rõ lắm, bạn nào mà khá yếu đó, thì các em sao? Thầy vừa dịch, các em ghi hết luôn cái phần dịch của thầy vô trong tập, hoặc là ghi vô trong sách, để mà mai mốt á, mình ôn bài lại, mình sẽ ôn rất là nhanh và rất là hiệu quả. Được chưa nào? Luôn luôn chúng ta nhớ là cái bí quyết học tiếng Anh là gì? Mình không biết cái gì, mình phải ghi chép xuống, chứ mình đừng có nhớ cái, đừng có tự tin vào cái trí nhớ của mình, tại vì mai mốt mình sẽ quên thôi. Cho nên mình ghi xuống là tốt nhất, ghi xuống, ghi xuống, ghi xuống.
Ok hen. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Dear Hoa nè, gửi Hoa nè. Your dad and I hope you are well. Tức là ba và mẹ hy vọng rằng là con vẫn khỏe. We are both fine. Tức là ba mẹ đều khỏe. It is nearly harvest time again and we are working hard on the farm. Gần tới mùa thu hoạch nữa rồi. Và ba mẹ đang làm việc rất là vất vả ở trên cánh đồng, ngoài đồng, làm việc rất vất vả ngoài đồng. Ở đây thì on the farm thì đáng lẽ dịch là trên cánh đồng, nhưng mà trong tiếng Việt của mình thì mình dịch là gì? Làm việc ngoài đồng thì nó hợp lý hơn, đúng không các em? Your grandfather often works with us. Ông của con thì thường làm việc với ba mẹ. Ở đây thì trong tiếng Anh cái chữ grandfather này là ông, có thể là ông nội hoặc là ông ngoại. Thì ở đây người ta không ghi rõ, thật ra nó có cái chữ đó đó, nhưng mà thầy sẽ nói sau. Thì chúng ta cứ dịch là ông của con thôi, chúng ta cũng không cần phải dịch rõ là ông nội hay ông ngoại các em nha. He is very helpful. Ông ấy rất là giúp ích, ông ấy giúp chúng ta rất là nhiều. He talks a lot about you and hopes you are well. Ông của con gì? Ông của con nói rất nhiều về con và ông hy vọng rằng con vẫn khỏe. Rồi, thì các em nhớ cho thầy, mình để ý chút xíu là gì? He nè, he trong thời hiện tại đơn nè, do vậy đi chung với chữ he này phải là động từ talks có s nè và động từ hopes cũng có s ở phía sau. Tiếp nha. I received a letter from your aunt last week. Mẹ nhận được một lá thư từ dì của con hồi tuần trước. She wrote lots about you. Dì của con viết rất nhiều về con. So, you are taking morning exercise now, hả? À, như vậy là con đang tập thể dục buổi sáng. Hiện tại thì con đang tập thể dục buổi sáng, phải không Hoa? Chỗ này thầy nhắc các bạn chút nè. Là ở đây dùng thì gì? Thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn này không chỉ là diễn tả một cái hành động mà đang xảy ra tại thời điểm đang nói. Ví dụ như lúc mà mẹ Hoa đang viết thư á, đúng ngay cái lúc đó thì chưa chắc là Hoa đang tập thể dục, nhưng mà mình vẫn dùng cái thì này là đang ám chỉ một cái gì? Một cái hành động mà Hoa đang bắt đầu thực hiện trong khoảng thời gian hiện tại. Tức là bây giờ trong hiện tại thì mỗi ngày Hoa đều tập thể dục, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái gì? Thì hiện tại tiếp diễn. Các em nha, thầy sẽ giải thích cái vụ này kỹ hơn trong video học ngữ pháp sắp tới. Rồi, nhưng mà ở trong câu này giờ chúng ta sẽ dịch là vậy thì tức là con đang tập thể dục buổi sáng. Hiện tại thì con đang tập thể dục buổi sáng, phải không Hoa? À. You never liked to get up early in Huế. Tức là con chưa bao giờ thích thức dậy sớm ở Huế mà. We are happy to hear you do now. Tức là ba mẹ rất là vui khi mà biết rằng con đã thức dậy sớm. Hiện tại thì con đã bắt đầu thức dậy sớm rồi. Nè. I hope you are taking care of yourself too. Tức là ba mẹ hy vọng rằng con cũng biết cách tự chăm sóc bản thân. Rồi, cái đoạn này lớp 7 coi nha, là các em có làm được như bạn Hoa hay không nha. Your aunt is very busy. Dì của con thì đang rất là bận rộn nè. So remember to wash and iron your own clothes. Vậy cho nên con hãy nhớ là tự giặt đồ và tự ủi đồ của con nha. Lớp 7 các bạn đã tự giặt và tự ủi được chưa? Giặt đồ thì có máy giặt thì dễ rồi, nhưng mà các bạn có thử tập ủi đồ chưa? Bữa nào mà các bạn rảnh các bạn thử nhờ nói ba mẹ chỉ các bạn ủi đồ đi, và chúng ta trưởng thành rồi mà, chúng ta tập tự ủi đồ xem như thế nào nha. And don't eat too much candy or stay up late. Đừng có ăn kẹo nhiều quá và đừng thức khuya. Those things are bad for you. Những cái điều đó thì rất là không có tốt cho con đâu, rất là tệ cho con đó. I miss you a lot. Mẹ nhớ con rất nhiều. Your dad and I hope to visit you in Hà Nội soon, probably after the harvest. Ba của con và mẹ thì hy vọng là có thể đến thăm con ở Hà Nội sớm thôi. Có thể là sau khi xong cái mùa vụ, sau khi xong cái mùa thu hoạch. Don't forget to write, Hoa. Đừng quên viết thư cho mẹ nhé, Hoa. Đó là phần dịch của cái bức thư của chúng ta. Nào, bây giờ chúng ta đi tới một cái phần thử thách nho nhỏ. Đây, các em nhìn đây cho thầy. Ở đây thầy có một cái bảng, ở này nó không có trong sách đâu. Các em nhìn lên màn hình và các em sẽ cùng nhau thực hiện thử thách này với thầy. Ở đây thầy có 6 câu true và false. Tức là mỗi câu như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đọc và chúng ta nhớ thử xem theo trí nhớ của mình thầy mới dịch nãy xong thì câu nào là đúng, câu nào là sai so với cái bài đọc hồi nãy. Được chưa? Đó, chúng ta nhớ thử nè. Câu số 1. Bây giờ thầy nè, cái phần này thì là thầy sẽ không có bật ngược lại cái bài đọc đâu, mà thầy sẽ yêu cầu các em là cố gắng vận dụng trí nhớ của mình.
Để rồi mình sẽ thử xem mình nhớ đúng hay nhớ sai, được không nào? Bạn nào có sách ở nhà mình thử mình thử mình đóng sách lại luôn đi. Mình thử mình nhớ coi mình nhớ được bao nhiêu bài đọc nha. Thử thách não mình tí xíu. Câu số 1 nè. True là đúng nha, còn false là sai nè. Câu số 1, Hoa's parents are working hard on the farm. Câu này dịch sao? Ba mẹ của Hoa đang làm việc rất vất vả ngoài đồng. Đúng hay sai ta? Quá dễ dàng, đúng, đúng không nào? Câu này thì chúng ta nhớ là chúng ta mẹ của Hoa đã nói điều đó ở đầu bức thư. Câu thứ hai, her mother received a letter from her aunt yesterday. Câu này đúng hay sai nhỉ? Đâu nhớ thử coi. Câu này không có đúng. Tại sao vậy? Tại vì mẹ của Hoa. Rồi bây giờ thầy bật lại cho các em coi nè. Mẹ của Hoa ghi như vậy nè. Nhìn của chuột của thầy nè. I received a letter from your aunt last week. Hồi tuần trước. Thì hồi tuần trước có thể là hồi thứ 5, thứ 6, thứ 7 tuần trước, chứ chưa chắc là hồi hôm qua. Cho nên cái câu này nó ghi hồi hôm qua, nó khẳng định là mẹ của Hoa nhận bức thư từ dì của Hoa ngày hôm qua là không có chính xác lắm. Cho nên chúng ta sẽ đánh dấu là false, là sai. Và mình sửa lại sao đây? Mình sửa chữ yesterday thành chữ last week. Và các em hiểu được cái cách mà mình làm bài này chưa? Hiểu được cái dụng ý của thầy khi chúng ta làm bài này chưa nào? Và như vậy chúng ta tiếp tục vận dụng trí nhớ để chúng ta làm bài tập nha. Câu 3, Hoa's father is a worker. Đây, nhìn chuột của thầy. Hoa's father is a worker. Ba của Hoa là một người công nhân. Worker là công nhân. Ủa, theo các bạn đúng hay sai ta? Không đúng đâu, đúng không nào? Như vậy thì tại sao vậy? Tại vì mình nhìn cái câu đầu tiên là mình biết nè. Ba mẹ của Hoa thì đang làm việc rất là vất vả trên ngoài đồng mà. Làm việc ngoài đồng thì không phải là công nhân rồi, mà họ sẽ là những người gì? Những người nông dân. Vậy nông dân, bạn nào nhớ cho thầy coi là cái gì nào? Tiếng Anh là chữ gì? Trước tiên là chúng ta đánh là false trước đã nè. Và mình cùng nhau mình sửa chữ worker thành chữ farmer. Đó, nhớ chưa? Bạn nào nhớ được chữ farmer nãy giờ thì thầy có lời khen, rất tốt. Tiếp theo, câu 4, Hoa like to get up early in Huế. Hoa thích thức dậy sớm ở Huế. Ý, cái này hình như không đúng, đúng không nào? Mẹ của Hoa viết thư, mẹ Hoa nói là gì? You never like to get up early in Huế. Tức là mẹ Hoa nói hồi xưa lúc mà Hoa còn ở Huế thì bạn Hoa này không có thích thức dậy sớm. Khi mà ở Hà Nội với dì thì Hoa mới thức dậy sớm thôi. Do vậy câu này chúng ta đánh dấu là false. Hãy nhớ với thầy này, nếu như bạn nào tới giờ đây các bạn theo không kịp, đó là gì? Thầy đang yêu cầu các bạn vận dụng trí nhớ của mình chứ đừng có nhìn lại bài đọc. Cho nên chúng ta đi tiếp. Đó là câu này mình sửa là Hoa never like to get up early in Huế. Thì nếu như bạn nào mà tới giờ mà các bạn quên cái bài đọc rồi đó, thì vẫn theo dõi hết bài tập này với thầy nha. Rồi sau đó các em có thể gì? Mở cuốn sách ra, mình đọc lại bài đọc để mình coi là à, những cái câu này thầy sửa nó nằm ở đâu trong bài đọc. Còn hoặc là chúng ta quay ngược lại màn hình video để chúng ta coi lại bài đọc hồi nãy, để chúng ta xem là những cái câu sửa này của thầy nó nằm ở chỗ nào. Còn hiện tại chúng ta đang trong bài tập này, hãy nhớ rằng mình tiếp tục thử thách trí nhớ của mình xem như nào. Ok ha. Câu 5, She is taking morning exercise now. Tức là Hoa thì đang tập thể dục buổi sáng trong thời điểm, trong những ngày tháng hiện tại. Câu này đúng không? Câu này đúng thôi. Câu này thì mẹ của Hoa là có một cái lời khen cho Hoa đó. Và câu 6 nè, Her parents hope to visit her soon. Ba mẹ của Hoa hy vọng có thể đến thăm Hoa sớm. Chính xác, câu này ở cuối thư thì mẹ của Hoa đã nói rồi. Như vậy, nhìn lên màn hình của thầy, đây là chúng ta sẽ có câu 1, true, false, false, false và true, true. Rồi, chúng ta tiếp tục. Bây giờ trước khi đến cái bài tập chính quan trọng, thầy sẽ trang bị cho các em hai cái cấu trúc câu như thế này. Đây, đó, thầy để ra luôn một lần. Thì tới cái chỗ này nè, các em phải ghi hai cấu trúc này xuống tập thôi. Thì bạn nào mà ghi nhanh á, thì vừa ghi vừa nghe thầy giảng. Còn bạn nào ghi chậm thì tạm thời ngưng cái màn hình lại một chút, và các bạn ghi cho hết cái này xuống tập luôn. Rồi sau đó bấm play tiếp màn hình để mà nghe thầy giảng bài, được chưa? Bây giờ thầy giảng nè. Cấu trúc chúng ta học hôm nay là cái gì? Thực ra cái này, hai cấu trúc này là, thứ nhất là muốn ai đó làm điều gì, chủ ngữ cộng chữ want, cộng với tân ngữ cộng chữ to và cộng chữ verb. Cái chủ ngữ này ở đây là một người nào đó. I, you, we, they, he, she, it. Hoặc là, à xin lỗi nhầm, một người nào đó thì tức là I, you, we, they, he, she, không có it ha. Và chữ want ở đây là muốn nè các em.
Chúng ta dịch tiếng Việt là muốn. Và các em phải nhớ rằng sao? Khi chúng ta đặt cái câu này trong thể hiện tại đơn á, thì chủ ngữ, nếu mà chủ ngữ là he, she hoặc là it, thì chúng ta chữ one phải có cái gì phía sau? Có cái chữ s phía sau, đúng rồi. Còn nếu như mà are you, we, they thì không có cần có chữ s phía sau. Cái chữ o này là object, dịch ra tiếng Việt là tân ngữ. Thì tân ngữ là cái gì? Là cái người mà chịu tác động của cái ý muốn này. Ví dụ như nhìn câu ví dụ của thầy, I want you to do your homework. Tôi muốn bạn làm bài tập của bạn đi. Thì cái chữ you ở đây nè là object nè, được chưa? Thì cái chữ you đây cũng là một cái người nào đó thôi, một người nào đó thôi. Và chữ to là giữ nguyên ha, chữ to nó sẽ luôn luôn là nó nằm đây, luôn luôn nằm đây trong mọi cấu trúc câu và trong mọi cái câu này. Và cái chữ verb ở đây là một cái động từ nguyên mẫu. Ghi chú vô tập cho thầy, chữ verb đây là động từ nguyên mẫu, sau cái chữ to thì sẽ là động từ nguyên mẫu. Như vậy cái chữ do ở đây nè là động từ trên đây nè. Đó, các em nhìn chuột của thầy, các em sẽ thấy nha, thầy đang di chuyển chuột rất là chậm để các em thấy được cái sự giống nhau nè. Chữ I chủ ngữ nè, chữ want đây, chữ you đây là object, to là giữ nguyên, do là động từ ha, muốn ai đó làm điều gì. Thế thì câu số 2 nè, chủ ngữ cộng want cộng object, to với verb, nó chỉ khác cái câu đầu tiên ở chỗ nó có chữ not vô thôi. Mà chữ not thì có nghĩa là phủ định, tức là cái câu này là gì? Muốn ai đó không có làm điều gì. Như vậy, I want you, ví dụ nè, I want you not to talk in class, tức là tôi muốn bạn không có nói chuyện trong lớp. Rồi, ghi xong rồi ha. Bây giờ, trước khi mình đi tới những cái câu hỏi của cái bài đọc đó, thì thầy sẽ thử thách những bạn mà giỏi tiếng Anh trong lớp như vậy. Giờ thầy đọc câu này xem các em xem các em có biết được là ý thầy là gì không nha. I want you to write down everything in your notebook. Thầy đọc lại nè. I want you to write down everything in your notebook. Dịch thử xem các em nghe được cái câu của thầy mới đọc là gì không? Rồi, chính xác. Giờ câu của thầy là gì? Là thầy muốn các em hãy viết xuống mọi thứ vô trong tập của mình. Đúng chưa nào? Rất là giỏi. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Đây là 5 câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng nhau trả lời khi mà đọc cái bài đọc của Hoa nha. Chúng ta đi qua từng câu một. Why are Hoa's parents busy? Vì sao mà ba mẹ của Hoa lại bận rộn? Câu 2. Câu B. Who helps them on the farm? Ai giúp họ ngoài đồng? Ai giúp họ ngoài đồng? Câu 3. When will they go to Hà Nội? Khi nào họ đi tới Hà Nội? How is Hoa different now? Bây giờ thì Hoa khác biệt như thế nào so với hồi xưa đó ha. Câu E nè. What does Hoa's mother want her to do? Mẹ của Hoa muốn Hoa làm gì? Và câu B, câu tiếp theo là What does she want her not to do? Tức là mẹ của Hoa không có muốn Hoa làm gì, ghi ra. Được chưa? Bây giờ mình bắt đầu vào cái bài tập quan trọng. Chúng ta sẽ tìm cách trả lời 5 câu hỏi này. Thế thì lại tiếp tục thử thách. Bây giờ mình thử thách ngược lại. Bạn nào mà giỏi rồi, các bạn hiểu bài rồi, các bạn thử tự trả lời 5 câu này. Quay lại bài đọc hoặc là nhìn vô bài đọc trong sách giáo khoa, thử tự trả lời cái coi. Ngưng video lại tự trả lời. Còn bạn nào mà yếu và muốn theo dõi bài học với thầy luôn thì chúng ta cùng nhau đi tiếp nha. Còn những bạn giỏi đó, các bạn tự trả lời xong rồi các bạn cũng tiếp tục bấm play video để nghe tiếp, thử xem thầy giải đáp có đúng cái câu trả lời của các bạn hay không. Let's go. Rồi, như vậy thầy sẽ đưa lại cái bài đọc ở đây cho các em coi nha. Đây là lá thư của mẹ Hoa gửi Hoa nè. Mình quay mình coi là bài đọc này. Mình xử lý câu hỏi đầu tiên. Why are Hoa's parents busy? Vì sao ba mẹ của Hoa lại bận rộn? Chúng ta coi ở đây. Này, đây, chúng ta nhìn lên đây trước nha. Đây là cái câu nó trả lời nè. It is nearly harvest time again and we are working hard on the farm. Như vậy là gì? Đã gần tới mùa vụ lại rồi. Tức là mỗi năm lại có một cái mùa vụ ha. Và chúng ta, ba mẹ đang làm việc rất là vất vả ngoài đồng. Đó, thì cái chỗ này nè, các em nhìn đây. Làm việc vất vả, tức là họ đang rất là bận rộn. Thì hai cái cụm từ này nó diễn tả cùng một ý là bận rộn, làm việc rất là vất vả như nhau. Như vậy câu trả lời của mình ở đây là gì? Nhìn vô con chuột của thầy. Because it is nearly harvest time. Vì sao ba mẹ của Hoa bận vậy? Bởi vì đã gần tới mùa thu hoạch rồi. Rồi, tiếp theo. Câu B. À quên nữa, bạn nào chưa ghi kịp thì ghi vô. Hoặc là bạn nào đã có câu trả lời rồi thì sao? Thì kiểm tra xem câu trả lời có giống của thầy hay không. Nếu mà không giống thì ghi đáp án của thầy vô nha. Và thậm chí các em nên là gì, gạch dưới những cái câu này của thầy, thầy như thầy gạch dưới nè, vô thẳng trong sách giáo khoa luôn.
để mai mốt mình mở ra mình ôn tập lại là mình biết được là gì. À, cái câu này nó trả lời cho câu dưới đây, hiểu chưa? Rồi tiếp câu B, who helps them on the farm? Ai giúp ba mẹ của Hoa ngoài đồng vậy? Vậy thì theo các em mình gạch dưới cái chỗ nào? Đây nè, đó, your grandfather often works with us. Ông của con thì thường làm việc với chúng ta. Ở đây chúng ta trả lời là Hoa's grandfather helps them on the farm. Được chưa nào? Rất tốt. Tiếp tục. Tức là như vậy thì các em sẽ lưu ý là gì? Những cái bài đọc như thế này thì cái cách làm của mình là sao? Mình đọc cái câu hỏi, rồi cái mình coi coi trên cái đoạn văn mình mới vừa đọc nè, nó có cái câu nào nó tương ứng, nó trả lời được cho cái câu hỏi dưới hay không, và rồi mình lấy cái ý trong đó để mình trả lời. Được chưa? Rồi tiếp theo, câu số 3. When will they go to Hà Nội? Tức là khi nào ba mẹ của Hoa đi Hà Nội? Giờ cái câu này thì cái ý nó không nằm trên nữa rồi, mà chúng ta sẽ đưa mắt nhìn xuống theo con chuột của thầy xuống đây. Your dad and I hope to visit you in Hà Nội soon, probably after the harvest. Câu này nãy mình dịch rồi phải không? Như vậy thì trả lời là gì? They will go to Hà Nội after the harvest. Ba mẹ của Hoa sẽ đi Hà Nội sau mùa vụ. Sau mùa vụ, after the harvest. À, cái câu after the harvest này ha, nó trả lời cho câu hỏi là when, khi nào. Được chưa? Rồi, thầy di chuyển chuột rất là chậm, mà bạn nào mà theo vẫn không kịp thì các em có thể gì? Cứ bật ngược lại, chúng ta quay lại, chúng ta coi lại cái video của mình ha, để mà biết được là ý của thầy là gì. Tiếp tục. Câu D, how is Hoa different now? Bây giờ thì Hoa khác biệt như thế nào? Như vậy chúng ta nhìn vô cái đoạn này nè các em. Đây, đó, cái đoạn này ha. Cái gì? You are taking, mẹ Hoa viết là you are taking morning exercise now, Hoa. You never like to get up early in Huế. We are happy to hear you do now. Câu trả lời của chúng ta là thứ nhất là Hoa biết tập thể dục buổi sáng nè, và Hoa biết thức dậy sớm. Như vậy ở đây, she gets up early and does morning exercises. Hoa thì thức dậy sớm và tập thể dục buổi sáng. Như hồi đầu thầy nhắc các em rồi, đó là gì? Cái chữ, ngoài cái chữ take morning exercise thì chúng ta có thể dùng là do morning exercise, mà ở đây mình phải dùng chữ does là bởi vì chủ ngữ nó là she. Ok chưa? Rồi tiếp câu E nè, what does Hoa's mother want her to do? Mẹ của Hoa thì muốn Hoa làm gì? Chúng ta nhìn vô cái đoạn này theo con chuột của thầy nha, ba cái câu này nè. Mẹ Hoa muốn Hoa là take care of yourself nè, hãy tự chăm sóc bản thân nè, hãy nhớ là gì, giặt đồ và tự ủi đồ. Hoa's mother wants her to take care of herself, wash and iron her own clothes. Ghi chú lại nha, ghi xuống. Thầy nhắc các bạn phải nhớ là những cái câu này các em phải ghi vô tập. Phải ghi vô tập, được chưa? Rồi, continue. What does she want her not to do? Mẹ Hoa không có muốn Hoa làm gì. Đây, don't eat too much candy or stay up late. Tức là she wants her. Nhớ cái cấu trúc này mình mới học hồi nãy nè. Mẹ Hoa muốn Hoa không có ăn quá nhiều kẹo và thức khuya. Đó, như vậy đặc biệt là hai cái câu là hai câu cuối thì chúng ta sử dụng cái cấu trúc mà mình mới học hồi nãy. Bây giờ các em nhìn lên màn hình đây, thầy tổng hợp lại 5 câu mà chúng ta trả lời nãy giờ. Thì bạn nào mà ghi chưa kịp thì các em sao? Ngưng màn hình lại đi, chúng ta sẽ ghi cho hết những cái câu này vô trong tập rồi chúng ta mới học tiếp nha. Đặc biệt là chú ý câu E nè, nhìn chuột của thầy. Chúng ta dùng cấu trúc là want her to do something, ở đây là want Hoa not to do something. Đây là hai câu nó thuộc cái cấu trúc mình mới học hồi nãy rồi đó, được chưa? Nhớ ghi câu E nó cho thiệt là kỹ để mai mốt chúng ta ôn bài, chúng ta biết được là cái cấu trúc này. Cái cấu trúc này nó sẽ rơi vào bài kiểm tra của các em đó, cho nên chúng ta học cho kỹ vô nha. Rồi continue, chúng ta tiếp tục. Đây là phần A4. Bạn nào có sách giáo khoa, chúng ta lật ra A4. Còn bạn nào không thì chúng ta nhìn màn hình với thầy. Ở đây là lá thư mà Hoa gửi để mà trả lời thư của mẹ Hoa hồi nãy. Hồi nãy các em ai nhớ được cho thầy là mẹ Hoa gửi thư cho Hoa ngày nào? Ngày 10 tháng 10, October 10. Thì bây giờ Hoa trả lời thư cho mẹ của Hoa vào ngày đầy October 20, tức là 10 ngày sau. Ngày 20 tháng 10 thì Hoa gửi thư trả lời cho mẹ của Hoa. Đúng chưa? Giờ trước khi làm thì thầy có, các em nhìn lên bảng đây, nhìn lên màn hình ở đây thầy có những cái động từ này. Chúng ta, nhiệm vụ của mình là mình sẽ đưa những cái này xuống 12 cái ô trống ở dưới làm sao cho cái bức thư này nó có nghĩa. Be là động từ to be, go là đi, eat là ăn, iron là gì?
Ủi đồ, đúng rồi, một trong những cái từ mới mình học hồi nãy. Have là có, show, show là cho thấy ha. À bây giờ bạn nào mà chưa biết chúng ta ghi vô luôn. Cái chữ show này nó có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là cho ai đó thấy cái gì đó, thể hiện ra. Hoặc là chữ show thứ hai là dẫn dắt. Dẫn dắt ai đó đi đến tham quan một cái chỗ nào đó. Dẫn dắt ai đó tham quan một cái chỗ nào đó. Tell, kể, kể chuyện đó. See là thấy. See là thấy chứ không phải nhìn nha các bạn. Thấy nha, ghi cho kỹ cho thầy. Wash là giặt, rửa, mình biết rồi. Take nè, và get. Hai cái này thì mình không có, chữ take với chữ get mình không có học nghĩa riêng, mà mình phải ghép với cụm từ mình mới biết được. Được chưa? Bây giờ chúng ta nhìn xuống bức thư. Rồi, tới chỗ này thầy lại nhắc tiếp tục nữa nè. Bạn nào mà các bạn tất cả các bạn, chúng ta sẽ ngưng video lại một chút. Các bạn đọc bức thư từ đầu tới cuối. Bạn nào mà giỏi á, các bạn đọc xong các bạn thử tự làm coi, coi là ghép những chữ này vô làm sao, rồi sau đó dò đáp án của thầy tiếp tục lát nữa. Còn các bạn yếu á, các bạn cũng đọc một lần đi, các bạn coi coi là à cái ý chung, cái ý nghĩa chung của từng câu nó làm sao đã, rồi sau đó mới chúng ta mới bật play tiếp, chúng ta nghe thầy giảng để chúng ta hiểu được à như vậy thì mình điền vô từng câu như thế nào. Được chưa nào? Rồi làm đi các bạn. Thì sau khi các bạn đã đọc xong bức thư rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp nha. Rồi bây giờ nhìn thầy, chúng ta điền vô nè. Bây giờ thầy sẽ vừa đọc, vừa dịch và vừa điền vô trong từng ô trống cho các em luôn nha. Dear mom, Hoa gửi cho mom nè. Thanks for your letter. Cảm ơn lá thư của mẹ. Hồi nãy là mình dịch là mẹ và con, là mẹ Hoa gửi thư cho Hoa. Bây giờ Hoa gửi ngược lại, mình sẽ dịch là con và mẹ. Được chưa? Thanks for your letter, tức là con cảm ơn lá thư của mẹ. I am glad to hear you are well. Dò theo chuột của thầy nè. Con rất vui khi biết rằng ba mẹ đều khỏe. I am doing fine at school. Con làm ở trường, con học rất là ok, rất là tốt, rất tốt. At first, ban đầu thì everything strange and difficult. Đầu ban đầu thì mọi thứ có vẻ rất là lạ lùng và khó khăn đối với con. Cái chữ số 1 này thầy sẽ điền đáp án là đây. At first everything was strange and difficult. Ban đầu thì mọi thứ thì rất là ban đầu mọi thứ thì rất là lạ lùng và khó khăn đối với con. Tức là Hoa thì ban đầu Hoa ở Huế, nhưng mà sau đó Hoa chuyển lên Hà Nội ở với lại dì, và dì của Hoa thì dĩ nhiên Hoa phải học một ngôi trường mới rồi. Nào, now, tiếp tục dịch. Now I am cái gì đó, a lot of fun. Đáp án của chúng ta là having. Now I am having a lot of fun. Bây giờ thì con đang có rất nhiều niềm vui. Tại sao chỗ này phải điền having vậy các em? Là bởi vì Hoa đang dùng thì gì? I am, thì hiện tại tiếp diễn, phải là I am having. Được chưa? I hope you will visit Hà Nội after the harvest. Con hy vọng rằng ba mẹ sẽ thăm Hà Nội sau mùa vụ. We will. Đây, đáp án của thầy là we will show you around the city. We ở đây là chúng tôi nè, chúng con nè. Ủa, chúng con là ai nhỉ? Là Hoa với lại dì của Hoa, phải không nào? We will show you around the city. Tức là con và dì của con sẽ dẫn ba mẹ đi khắp nơi trong thành phố. Hồi nãy thầy kêu các em ghi cái chữ show này có nghĩa là dẫn dắt đó, đúng không nào? Show. Thì ở đây chúng ta dịch là con sẽ dẫn ba mẹ đi thăm khắp nơi trong thành phố. Rồi, tiếp. Don't worry about me, mom. Đừng lo lắng cho con nha mẹ. I know how to cái gì đó care of myself. Đáp án của thầy là take. I know how to take care of myself. Take care of là tự chăm sóc, chăm sóc. Như vậy take care of myself là tự chăm sóc bản thân. Ở đây các em nhớ cho thầy, cái chữ take care này nó phải có of, tức là chúng ta học nguyên một cụm take care of, nó phải đi chung với nhau. Take care of, chứ không thể nào là take care không được. Rất nhiều bạn viết mà cứ viết take care mà thiếu chữ of thì nó sẽ không có nghĩa nha. Take care of phải luôn luôn như vậy. Rồi tiếp. Every day I cái gì đó up early to take morning exercises. Mỗi ngày thì Hoa làm gì đây? Phải dậy sớm thì mới tập thể dục được, đúng không? I get up early to take morning exercises. And I never to bed late. Và con không bao giờ, à đây, con không bao giờ đi ngủ trễ. Mỗi ngày con thức dậy sớm để tập thể dục và con không bao giờ đi ngủ trễ. Đó. Câu tiếp theo, con thường hay, ủa cái này là mẹ Hoa dặn Hoa nè, bây giờ Hoa ghi lại. Con thường hay giặt đồ của mình. Và rồi sao?
Và câu số 8 nè, và rồi ủi chúng một cách cẩn thận. I often wash my clothes and iron them carefully. Rồi, chỗ này lưu ý đây. Nãy giờ mình điền rồi, bây giờ mình nhìn đây cho thầy chút xíu nè. Cái chữ clothes này là đồ, đồ mặc phải không? Cái chỗ này thầy thấy nhiều người đọc sai lắm nè. Cái chỗ này các em nhìn lên đây cho thầy nhìn kỹ. Chúng ta không đọc cái này là clothes nha. Sai đó, clothes là không đúng. Cái này chúng ta đọc là clothes. Clothes, cái âm Z ở cuối. Mặc dù nó có chữ ES ở cuối đây nè, nhưng mà nguyên tắc phát âm người bản xứ người ta phải đọc là clothes. Wash my clothes nha, không có chuyện clothes đâu. Các em mà đọc clothes thì thứ nhất là nó sai. Thứ hai nữa là người bản xứ, người Mỹ, người Anh, người ta nghe người ta sẽ rất là mắc cười. Thầy chỉ rất rõ ràng những cái phát âm để làm sao? Để mai mốt chúng ta học tiếng Anh, chúng ta đọc lên, người ta không có cười mình, được không nào? Rất nhiều bạn đọc sai mà không có biết mình đọc sai, cho nên nói tiếng Anh người ta đâu có hiểu đâu. Ha. Rồi, nhắc lại, I often wash my clothes. Clothes, được không nào? Tiếp, I am not eating much candy now. Hiện tại thì con không có ăn quá nhiều kẹo đâu ha. Rồi, như vậy những cái mà mẹ Hoa nhắc thì Hoa ghi lại để cho mẹ Hoa yên tâm rằng là Hoa đang làm đúng như những gì mà mẹ Hoa nói. Rồi, câu tiếp theo nè. I, all of my friends about your visit. I told, con đã kể cho tất cả những người bạn của con nghe về chuyến đi thăm của ba mẹ. Ở đây chữ visit các em ghi vô cho thầy hồi đầu á, là cái chữ visit này nó có hai nghĩa, ghi chú vô tập nha. Động từ của nó là đến thăm hoặc là viếng thăm, tham quan. Nhưng mà chữ visit này còn một nghĩa thứ hai nữa là danh từ, tức là chuyến tham quan. Được chưa? Chữ visit này có hai nghĩa. Và ở đây thì hồi nãy thầy nhắc các em rồi, cái chữ told này là quá khứ nè. Told là quá khứ của chữ tell. Và chữ tell chúng ta dịch tiếng Việt là kể, chứ không phải là nói nha. Tell dịch là kể, kể chuyện. Còn chữ see bên đây, nhắc lại lần nữa, chúng ta dịch là thấy chứ không phải là nhìn. Chữ C là thấy chứ không phải là nhìn đâu nha. Nhìn là chữ gì? Đố các em đó, nhớ thử coi. Look, phải không nào? C là thấy. Rồi dịch tiếp nè. Con đã kể cho tất cả những người bạn của con về chuyến tham quan của ba mẹ, chuyến thăm của ba mẹ. Và they all hope to see you in Hà Nội. Tức là những người bạn của con đều hy vọng sẽ được gặp ba mẹ ở Hà Nội. Trong tình huống này là thấy hoặc là gặp, chứ không phải là nhìn. Được gặp ba mẹ ở Hà Nội. It is 9:30 now. 9 giờ rưỡi rồi. So I must... Sao đây? I must go to bed. Tức là 9:30 rồi, bây giờ con phải đi ngủ thôi. Thì các bạn thấy bạn Hoa này đi ngủ lúc 9 rưỡi rất sớm. Rồi như vậy rất tốt đó. Nhưng mà dĩ nhiên, bạn nào mà còn bài tập thì chúng ta không thể nào ngủ 9:30 được. Nhưng mà thầy nhắc các bạn lớp 7 là gì? Tối đa là 10 giờ rưỡi các bạn phải nên đi ngủ đi ha. Chúng ta phải ngủ sớm để chúng ta có thể cao lên, chúng ta có thể lớn lên được. Rồi, tiếp tục. Take care mom, bảo trọng, thận trọng, hãy bảo trọng, phải giữ gìn sức khỏe đó. Và write again soon, tức là mẹ hãy viết thư cho con sớm nha. Thì như vậy chúng ta đã xong được cái bài này ha, xong được bài này. Thầy nhắc lại, bạn nào ghi chưa kịp thì ngưng màn hình lại để ghi, hoặc là ngưng màn hình lại để dịch cái bài này cho thầy nha. Rất quan trọng. Như vậy xong, chúng ta đã xong được bài học ngày hôm nay. Và các em nhìn lên đây, cuối cùng thầy sẽ có một vài cái exercise for practice, một vài cái bài tập để các em có thể thực hành. Thứ nhất, bài 1, học thuộc lòng những từ vựng. Học thuộc lòng những từ vựng. Tất cả những cái từ vựng mình học từ hồi đầu tới giờ ghi vô tập rồi ha. Mà bạn nào ghi chưa kịp thì coi lại video lần nữa đi, rồi ghi lại và học thuộc lòng. Bữa sau, trong bài học bữa sau mình sẽ cùng nhau mình kiểm tra. Và sắp tới, trong bài kiểm tra sắp tới mình sẽ có những từ vựng này vô đó. Số 2 nè, rewrite A1 in your notebooks. Tức là viết lại lá thư của mẹ Hoa gửi Hoa. Viết lại lá thư của mẹ Hoa gửi Hoa, phần A1 vào trong sách của các em, vào trong tập của các em. Tại sao phải viết lại các em biết không? Mình đọc rồi, mình hiểu rồi, mình đọc to lên luôn, là mình luyện cái miệng của mình và cái con mắt của mình là một chuyện rồi. Nhưng mà rồi sau đó các em sẽ quên rất là nhanh, thầy đảm bảo luôn. Thì cái một cái cách rất là hay để mình nhớ được bài, và đó là mình viết xuống. Khi mà mỗi lần mình viết xuống một cái là cái não mình sẽ nhớ được thêm gấp 3 lần so với khi mình chỉ đọc bằng mắt thôi. Cho nên là bạn nào muốn học thuộc lòng hoặc là bạn nào muốn nhớ được không có quên từ vựng thì các bạn nên viết xuống tập cho thầy nha. Và chuẩn bị cho cái bài tiếp theo là phần B1 với B3 trong sách giáo khoa. Thì bạn nào có sách giáo khoa chúng ta lật ra B1, B3 chúng ta coi trước. Bữa sau thầy sẽ đi với các bạn phần này. Như vậy thì mình kết thúc bài học hôm nay. Thầy cảm ơn các em lớp 7 đã theo dõi bài học này với thầy. Goodbye, have a nice day.